chứ hả? Vẫn có lọc chứ hả? Ờ, đó. Nằm hả? Sắp cái lọc. Chẳng ngạ nằm. Chẳng ngạ thịt cành của đó. Mũ hết màu vị. Thì tợi mình chẳng ngạ. Thế tên này. Mũ ông tất lực rồi thì kiểu sân ăn này kiểu sân ăn. Ông ngày ngày nó lợi là kêu nhiều. Có thịt cành này. Thịt cành luộc cơ. Ăn cắt chi này. Luộc cọ. Ờ, quệt cọ gần. Quệt cọ, quệt cọ này lạ gần. Đâu ăn hả? Lọc lệch cái này luôn. Bộ bộ gặp dạ mấy nền thơ. Còn cái tâm thơ cũng vậy. Đây là lá rau rừng, không biết gọi là gì. Thò đã bơm ngay nhà thò thò lần thò ăn hết rồi. Một chú gấu. Đừng ngại tên này chị, chúng ta giảm lại này. Nhật ơi, à. Cắt được. Cắt mà nó còn cắt thì cả nhà cũng được. Ai đó sẽ đây là món cà đắng, đang giả cà đắng. Và vì không có cái cối to nên giả cối nhỏ, vừa giả vừa trộn, nhìn hấp dẫn không các bạn ơi? Hấp dẫn cho một like nha. Đây là món cà đắng giảm với ớt, còn gọi là cà bắp sỏi, mà bên mình là gọi là cà đắng muối ớt. Nó không biết cần kẹo thì cho bò không. Sao chị, cảm giác thế nào chị? Tuyệt. Đây nhà lá vườn nha, không sợ độc hại. Bao ngon, bao rẻ, không có tốn tiền mua. Đối với sao nhỉ? Nhìn rất là hấp dẫn, cá rất là mềm. Vừa mềm nha, cà đắng nha, gọi là đắng nhưng mà không đắng đâu nha, vừa giòn vừa mềm. Ớt thịt cay, rồi phải bỏ chanh chua, mắm muối phải đầy đủ. Nó hòa quyện lại với ngon. Nhìn có hấp dẫn không các bạn? Nhìn. Thôi rồi. Chắc ai đó sẽ thèm. Sẽ có nhiều người rất là thèm luôn.
chỉ đơn giản thôi nhưng mà rất chi là ngon, ngon. Căn hội cao tuyệt vời quá em ơi. Thiệt là hấp dẫn. Oh my god. Ôi trời, tuyệt vời quá. Cái này là món ăn của người dân tộc ED là lá mì xào với chuột đồng, nêm vừa cay vừa mặn. Vậy sao đấy? Đều. Ra thì rước lần nào lọc lại cho lòng lần vật này gỡ vật mùng tay cây nhà lá vườn đó hả chưa coi món ăn của người dân tộc ở đây mình cà đắng ôm với là lòng dê vách, vách. Gọi là vách á, vách mà còn gọi là dế. Đấy. Đây là món ăn truyền thống của người dân tộc ED mình đó mọi người ơi. Ngon lắm á. Rất là ngon. Rất là ngon nha. Clip mẹ tôi làm clip tại xin cái cà đắng này là mình phải ôm lên, ôm xong rồi mình phải bỏ cái lòng lòng dê mình làm sạch sẽ sơ chế qua rồi mình bỏ nêm nếm cho vị vừa cay vừa mặn, chặt nữa nêm nếm bỏ la lốt vô là vừa. Nhìn rất là hấp dẫn. Cá tươi mới lại không? Đây là lá giam piết. Tiếng Việt là không biết gọi là gì. Tiếng ở đây là giam piết, một loại lá rau rừng. Thế là xong một món. Xong một món rồi quý vị ơi.
bún thịt nướng omgra nè bún. Đây là bún thịt nướng tự làm nha quý vị. Đầu bếp đây, đầu bếp không có mặt. Đấy, chào mọi người đi. Ngon mà bún thịt nướng nhật. Chuẩn bị làm món chuột xào xả ớt. Đây là món thịt chuột xào xả ớt. Đây đây là cũng là lá giang piết luôn, một loại rau rừng, rau của thuốc. Nhìn có ngon không quý vị? Đây, rất là hấp dẫn đây. Rất là hấp dẫn luôn đúng không? Đây là món bị dê, lòng dê, xào ớt. À, cái này gọi là gì không biết gọi là gì nữa. Ô, tôi là lần à? Đây là thịt dê chuẩn bị làm tiết canh. Đây là món tiết canh dê. Lết đại diện. Bữa nay là thư là thư kia diện lết đại diện lết số rồi. Diện số hai nhâm đại hình. Bịch dần trọng. Có thơm lắm, có thơm lắm. Này mà diện. Thank you.